mình cũng phải học lại từ đầu. Thì bài đầu tiên của mình sẽ nói về góc nhìn của vi sinh vật học. Mình sẽ nói cụ thể đó là virus đó với cấu tạo như thế nào, thì cơ chế gây bệnh của nó ra sao. Mình còn tất cả những cái khâu sau mà về điều trị hay về bệnh học gì đó, thì các hay là về phòng ngừa về vaccine gì đó, thì các bạn sẽ được những cái thầy cô, những cái bộ môn sau sẽ nó sẽ trình bày cho các bạn, sẽ hướng dẫn cho các bạn. Còn ở cái phần của vi sinh sẽ cho các bạn những góc nhìn vi sinh vật học, cụ thể virus này như thế nào. Thì cái phần này khó chứ phần này không có dễ. Cô sẽ đi từng link để cô trình chiếu cho các bạn. Thì cô trình chiếu thì cô tắt cam nha các em. Em nhớ thấy mạng nó cũng khá là chậm, nó không biết chiều nay mình học được không. Ra thì cô thì cô vẫn còn ho, các bạn cô một tuần trước cô là F0, hình như cũng chưa khỏi hay sao, vẫn còn ho. Mạng lắc quá các em ơi. Rồi, tất cả các lớp đã nhìn thấy màn hình chưa? Cô chia sẻ rồi á. Các bạn đã nhìn thấy bài PowerPoint chưa? Dạ lớp thì đều Y thấy đây ạ. nè, em nhìn thấy chưa? Lớp Dạ chưa? thấy rồi cô. Bài đầu tiên của mình đó là bài SARS-CoV-2 và đặc điểm của dịch bệnh này. Giống như là bây giờ rồi ai rồi cũng sẽ trở thành F0, mà có thể là F0 nhiều lần. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ học về cơ chế về đặc điểm cấu tạo của virus này, và đồng thời là chúng ta học cơ chế luôn, thì chúng ta sẽ giải thích được một số hiện tượng hiện tại chúng ta còn đang thắc mắc là chưa có hiểu lý do vì sao. Thì mình sẽ đi sâu về virus này để mình giải thích một số vấn đề liên quan. Về nội dung thì chúng ta sẽ học qua ba nội dung. Mình sẽ nói về virus corona, đây là con virus mẹ rồi. Virus này nó sẽ có nhiều đứa con qua khoảng thời gian ha. Nó sẽ có những cái đứa con nó rất là hiền, gây nên những cái bệnh cảnh thông thường, không giống như là mình nhiễm siêu vi thông thường mà mình không cần biết tác nhân luôn, mà trong đó vẫn có nhóm của virus corona nha. Và những cái đứa con khác, những cái biến thể khác tạo ra có thể sẽ gây nên thành dịch, gọi là những cái đứa con cũng khá là quậy quậy, thì lúc này nó sẽ tạo nên dịch bệnh. Và chúng ta đã chứng kiến những cái đứa con đó, chẳng hạn như là SARS ở năm 2003, SARS 2003 cũng chính là virus corona luôn. Và lý do là SARS-CoV-2 á, vì sao nó có cái tên như vậy, bởi vì cấu trúc của gen của nó khá là tương đồng với SARS của 2003. Nhưng SARS 2003
tốc độ lây lan của nó ít thấp hơn so với virus này. Và đồng thời, nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. À, một khi cái virus đó tốc độ lây lan của nó thấp nhưng là một cái virus khá là nguy hiểm, bởi vì tỷ lệ chết là 50%. À, còn SARS-CoV-2 thì tỷ lệ tử vong của nó sẽ thấp hơn rất là nhiều luôn. À, nhưng mà bù lại thì khả năng lây lan của nó là dễ hơn và lây nhiều hơn. À, thì mình sẽ đi giải thích từng năm tại sao có những cái biến thể như vậy. À, mình sẽ nói về cấu trúc bộ gen của SARS-CoV-2. Thì trong cấu trúc bộ gen của nó, những cái thành phần nào sẽ đóng vai trò gì và nó sẽ liên quan đến khả năng gây bệnh hay về việc chúng ta tìm ra vaccine, nó cũng sẽ liên quan đến cấu trúc của virus SARS-CoV-2. Rồi, ba là mình sẽ nói về cái đặc điểm của cái bệnh dịch bệnh COVID-19. Đây là đại dịch. Rồi, thì những cái vấn đề liên quan đến đại dịch. Rồi, thì bây giờ đầu tiên mình sẽ nói về virus corona. Đây là một cái virus corona chung, mình sẽ nói về đặc điểm chung của virus này. Thì mỗi loại virus nó sẽ có bốn đặc điểm vi sinh vật học của virus đó, sẽ bao gồm cấu trúc của virus đó như thế nào, rồi đặc điểm nuôi cấy của virus đó, về khả năng đề kháng của virus đó và về phân loại virus. Rồi, về cấu trúc của virus corona thì nó cũng giống như là bao virus khác, đa phần virus nó sẽ có hình cầu, thì virus corona cũng vậy luôn, cũng sẽ là hình cầu. Thì đối với một khi mà mình nói về một cái cấu trúc của con virus thì chúng ta sẽ để ý đó chính là phần lõi của virus, nó là phần lõi của nó là gì, là ADN hay ARN. À, một số virus phần lõi của nó là ADN sợi đôi, một số virus phần lõi của nó là ARN. Thì virus corona phần lõi của nó sẽ nằm vào nhóm ARN. ARN thì là ADN sợi đơn, sợi đơn và cực dương. Ủa sao gì ta bị ao ra rồi các em ơi, hình như các em bị ao ra đúng không? Dạ, lên đi đêm. Cô thấy là bị ao rồi, để cô sửa lại. Chị sửa lại cho các em. Mà yếu thật sự, 4 liên hình như tải không nổi. Liên này trình bày được mà. Liên này bị ao. Liên này cũng bị ao. Hình như mấy cái liên mà các bạn vào nhiều quá là bị ao ra. Hay là mấy đứa vào nhiều quá rồi chị bị văng ra. Mấy đứa tranh thủ qua cái liên tiếp đi nha, nếu không là chị bị văng ra là chị không dài được. Đi trình bày được nè, đây cái liên này ít nè, là chị vẫn còn ở lại nè đó, cái này vẫn còn ở lại nè. Hai cái liên đầu á, mình cảm thấy mình không ổn quá thì mình qua mấy cái liên sau nha, ở trong cô chị không có bị ao ra. À, liên này nào quá đông nè, một hồi là ao mất tiêu luôn. Liên liên đầu tiên là full luôn, liên của IE là cũng full luôn, chị full luôn rồi, mình full rồi. Các bạn để ý vào hai cái liên sau, với lại đừng có ai vào hai liên đầu nữa, chị sẽ bị ao. Cái đầu rồi. Thì nhắc lại, đối với cấu trúc bộ gen của một loại virus, mình sẽ quan tâm phần lõi của nó là gì. Thì virus corona rồi, ao nữa rồi. Các em xuất ra một số bạn đi, mình vào liên sau đi, vào hai cái liên sau đó các bạn, đừng vào hai liên đầu nữa, liên của ID và IE là mình đừng vào nữa, mình bỏ ra một số bạn đi, mình qua bên kia giùm cô.
Mình rồi nhóm một số bạn đi và mình vào lại liên khách. Để đi ra ngoài thì cũng không dạy được. Rồi, phần lõi là ADN sợi dương, sợi đơn cực dương. Đây, thì sau khi mà mình nói đến cái phần lõi của virus rồi thì cái đặc điểm quan trọng của virus về cấu tạo nổ mình phải để ý đến đó chính là lớp capsid, lớp nước viền ở bên ngoài này các bạn. Thì trong cái lớp capsid này nó sẽ có một số loại protein, và những cái loại protein này nó sẽ đóng vai trò làm kháng nguyên. Thì cái quan trọng của chúng ta cần phải để ý đó chính là những loại protein nha. Nó sẽ đóng vai trò làm kháng nguyên, tức là những cái kháng nguyên này khi xâm nhập vào bên trong cơ thể, khi virus xâm nhập vào bên trong cơ thể của chúng ta, thì những cái kháng nguyên này sẽ kích thích cơ thể chúng ta tạo ra kháng thể tương ứng, và từ đó từ những cái kháng thể này sẽ kết hợp ngược lại với kháng nguyên. Thì khi nào đã trung hòa được cả hai rồi thì lúc đó chúng ta sẽ khỏi bệnh. Virus nó sẽ không còn hiện diện bên trong cơ thể của chúng ta nữa, mà thay vào đó thì chúng ta chỉ còn kháng thể thôi. Nha, thì đó là cơ chế khỏi bệnh, cơ chế gây bệnh và khỏi bệnh của trường hợp chúng ta nhiễm virus nói chung. Nha, và mỗi loại virus nó sẽ có những cái thành phần kháng nguyên riêng, đặc trưng riêng cho từng loại virus. Ví dụ như ở virus corona này, một loại protein mà chúng ta cực kỳ quan tâm đó chính là protein ở lớp gai nhú nha các bạn, đó chính là protein S. À, protein gai S nó có tên như vậy. Chính cái thành phần này, thành phần protein này là cái thành phần chính để xâm nhập vào bên trong cơ thể. Khi chúng ta học ở vi sinh, chúng ta biết được rằng là đối với những con virus, cái thành phần gai nhú bao bên ngoài điển hình của nó là virus cúm. Thì cái thành phần gai nhú của virus cúm là hình tròn nha các bạn, không phải là hình vuông miệng như virus corona. Thì nhưng mà nó cũng là một cái gai, xin lỗi, là cái protein bao bên ngoài là các gai nhú đó sẽ xâm nhập vào bên trong cơ thể của mình, và đặc biệt nó sẽ lây qua đường hô hấp. Thì ngay tại vị trí đường hô hấp sẽ có những cái thụ thể tương ứng với cái protein gai này. À, thì lúc này nó sẽ xâm nhập vào bên trong cơ thể bằng sự kết hợp giữa thụ thể và cái thành phần gai nhú này. Bởi vì cái thành phần gai nhú của virus này nó liên quan đến khả năng bám dính của virus đó lên chúng ta gây bệnh. Thành đối với những virus có cái lớp gai nhú này đóng vai trò làm kháng nguyên, và nó chính là cơ chế xâm nhập gây bệnh luôn của những virus khác, không riêng gì virus corona, là những virus lây qua đường hô hấp. Và một khi mình nói đến virus mà lây qua đường hô hấp của chúng ta có những cái thụ thể tương ứng với nó, và đồng thời đường hô hấp của chúng ta rất là khó để chúng ta phòng bệnh, không đặc hiệu. So với những cái đường lây khác thì đường hô hấp phòng bệnh không đặc hiệu khá là khó nha các bạn. Cho nên một khi lây virus hay vi khuẩn gì đó lây qua đường hô hấp thì khả năng thành dịch rất là cao, bởi vì khả năng lây lan của nó cao. Trời ơi, ao nữa rồi. Sao vậy ta? Cái link của ID nè. Link ID sao mà ao hoài? Rồi cô biết bấm được. Các em ra xin chút nữa đi các em ơi, sao mà bị ra rồi, bây giờ cũng bấm lại bấm cũng được nữa nè. Biết về cái phần âm thanh thì các bạn có nghe được không các bạn? Dạ, còn nghe được đó Tiếng con. này chắc tiêu quá. Dạ, con. Ồ, mà bây giờ sao cô?
nó cứ quay quay riết về chắc hết giờ luôn á các em còn 2 tiết sau nữa. Nãy giờ có là số 4 mà chưa qua được. À. Quên nãy giờ âm thanh. Rồi, các bạn mình quay trở lại nha các em. Nhóm nào và link nào không nghe thì báo cho cô biết ha. Các em cứ mở mic lên nói thì cô mới dừng lại được. Tại vì cô chỉ nhìn thấy được tin nhắn của link của để là ID thôi. Còn những cái link khác thì cô không có nhìn thấy. Virus corona thì thành phần kháng nguyên quan trọng nhất mà chúng ta cần để ý đến đó chính là protein gai ớt, và đây chính là một cái phản ứng trung hòa. Thì đây là một kháng nguyên trung hòa. Thì kháng nguyên trung hòa này khi xâm nhập vào bên trong cơ thể của mình sẽ kích thích ra tạo ra được cái kháng thể trung hòa. Thì đó là về cơ chế của miễn dịch. À, mình đang nói về cấu trúc thôi thì hãy nhớ cho cô, quan trọng ở đây là protein gai ớt ở nằm ở gai nhú các bạn. Đối với những virus lây qua đường hô hấp chẳng hạn như cúm, chẳng hạn như SARS-CoV-2 hoặc là nhóm virus corona các bạn, thì thụ thể cái thành phần gai nhú các bạn rất là quan trọng, đóng vai trò làm kháng nguyên đồng thời là cơ chế gây bệnh luôn. À, về đặc tính nuôi cấy thì đối với virus rồi đứng máy nữa. Có ăn luôn á. Kêu rồi các em ơi. Quay rồi. Rồi, đối với phần nuôi cấy, đối với virus thì chúng ta đều biết rằng virus sẽ nuôi cấy trong các tế bào nuôi. Virus sẽ khác vi khuẩn ở chỗ, vi khuẩn thì cần môi trường dinh dưỡng để nuôi cấy, nhưng virus thì phải có tế bào nuôi mới được, không có tự khả năng tổng hợp chất dinh dưỡng cho nên không tự sinh sản được, mà nó phải thông qua một cái tế bào. Vậy, thì virus corona được nuôi cấy trên tế bào, và nuôi cấy trên tế bào người đó là chính là tế bào vero E6. Thì đối với virus corona, đây là một cái virus tỷ lệ đột biến nó rất là cao. Trong mỗi chu kỳ nhân lên đều rất là dễ đột biến, mà một con virus mà dễ đột biến như vậy thì chúng ta chạy đua theo nó thật là khó khăn. Virus sẽ không ngừng đột biến để hạn chế những cái bất lợi của bản thân virus, và sẽ tạo nên những cái gì gọi là, tức là trong quá trình đột biến đó sẽ biểu hiện kiểu hình bằng những cái gì có lợi cho virus đó gây bệnh mà thôi. Và một khi có lợi cho virus thì sẽ bất lợi cho con người. Và đây cũng chỉ là một sự một gọi là công cuộc đấu tranh sinh tồn của virus thôi, không ngừng thay đổi, không ngừng biến đổi để hoàn thiện được cái bản thân virus gây bệnh. Chính vì cái sự đột biến cao trong cái chu kỳ nhân lên đó cho nên xuất hiện những dòng virus mới, và những dòng virus mới sẽ có những cái dòng mè
gọi là những cái đứa con cũng khá là quậy quạng, đó chính là SARS-2003, MERS-2004 và 2019 SARS-CoV-2. Virus đây là hình lớp IE của chị nghe. IE không nghe hả? Dạ chưa lên IE, chị bị mất slide rồi chị. Ôi. Chiều rồi mấy đứa ơi, kiểu này là sao mà học. Sao kỳ vậy? Mạng bị sự cố cứ kết nối hoài. Tối nay cái em có học gì không em? Tôi cảm thấy dạy không ổn thiệt. Rồi, các em đã nhìn thấy hết màn hình lại chưa? Thì ra nếu mà dặn nữa thì chắc cô cũng không biết, chị cũng không biết đường làm sao luôn. Rồi, đã nhìn thấy màn hình hết chưa các em? Dạ, ID thấy rồi Chào rồi. Lúc sáng thì chị dạy thì vẫn bình thường, không có gì mà buổi chiều là hay là vậy đó. Rồi.
Rồi, về khả năng đề kháng của virus. Đúng rồi mấy. Không thể lúc này. Thì đối với virus thì virus thường sẽ bị bất hoạt với nhiệt độ cao. Virus thì không có chịu được nhiệt độ cao, cho nên nhiệt độ cao thì chắc chắn là sẽ tiêu diệt được virus. Đây các chất oxy hóa, các chất oxy hóa nha các bạn. Vậy những cái hóa chất nào mà chúng ta đang sử dụng để khử trùng trong cái trường hợp mình nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, mình khử trùng mình sử dụng hóa chất nào? Các em có thể nhắn tin trả lời giùm chị. Thì những cái dung môi trung hòa tan lipid, những cái chất tẩy không có ion và tia cực tím thì vẫn đều tiêu diệt được virus hết. Nhưng mà đối với virus hiện nay á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chất khử khuẩn á. Khử khuẩn nó chính là dung dịch loramin B 0,5 cho đến 1%. Thì loramin B đây chính là chất oxy hóa. Và một khi nó là chất oxy hóa như vậy, có nghĩa là trong trường hợp nếu như những cái nơi nào mà có những cái vật dụng bằng kim loại á, thì chúng ta không có thể nào sử dụng loramin B được nha các bạn, không phải lúc nào chúng ta có sử dụng được. Đặc điểm ưu tiên của loramin B đó chính là tuy là độc đối với cơ thể, độc rất độc nhưng mà nó rất là dễ bay hơi. Trong vòng 15 phút sau khi phun khử khuẩn rồi thì chúng ta vẫn có thể quay lại đó được. Đó là loramin B, chỉ không sử dụng trong cái trường hợp kim loại thôi, bởi vì nó sẽ có khả năng ăn mòn. Rồi, còn trên cơ thể sống thì chúng ta không thể nào xài loramin B được nha các bạn. Chúng ta sẽ xài đỡ rồi xài cồn đỡ thôi, chứ còn hóa chất mà để khử trùng và an toàn á, khử trùng trong cái trường hợp virus á, an tâm nhất á là loramin B, nhưng không phải lúc nào sử dụng được. Rồi, thì trong cái môi trường lạnh á, trong môi trường khí hậu lạnh á, thì virus này nó sẽ tồn tại lâu hơn bên ngoài môi trường. Trong cái không khí lạnh thì khả năng lây bệnh của nó sẽ cao hơn. Virus rất là thích cái công trường môi trường không khí lạnh mà dưới 25 độ C. Để phân loại thì virus corona sẽ có hai nhóm, rồi là có những cái đứa con mà trong đó là có những cái đứa con hiền lành chút thì sẽ gây nên những cái bệnh cảnh thông thường mà chúng ta gọi là nhiễm CV. Chúng ta không cần định tiếp gì ở đây, chúng ta không cần định loại virus luôn, bởi vì nhiễm CV thông thường mình đến năm thứ sáu rồi, mình đến năm thứ sáu rồi thì mình đã xác định được nhiễm CV thông thường là như thế nào. Bệnh cảnh nó rất là nhẹ, khi chúng ta không có chẩn đoán được cái tác nhân gây bệnh rồi là do virus nào thì chúng ta có thể chẩn đoán chung là nhiễm CV. Và nhiễm CV là nhiễm virus, và nhiễm virus thì thường cơ thể của chúng ta sẽ tự sản sinh ra kháng thể và lúc đó chúng ta khỏi bệnh, chúng ta không cần dùng thuốc chúng ta cũng sẽ khỏi được, nó sẽ khác qua vi khuẩn ở chỗ đó nha. Thì những bệnh thông thường nó cũng sẽ có cái nhóm của virus corona gây bệnh nữa, nhưng mà nó không có đáng lo ngại. Còn nhóm thứ hai đó chính là những cái đứa con mà cũng khá là quậy quậy và gây nên những cái trận đại dịch mới, là đại dịch SARS-CoV và SARS-CoV-2. SARS-CoV là 2003 đó, và tỷ lệ tử vong là 50% nha, nhưng khả năng lây lan của nó không cao. Chính vì vậy mà chúng ta dập được dịch, chúng ta dập được dịch, mà chúng ta không dập được dịch thì chắc là hơn nửa phần trăm dân số là tử vong rồi nha các bạn. Cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Mết cũng tương tự như vậy luôn, tỷ lệ tử vong rất là cao luôn, cho nên bằng mọi giá phải dập cho bằng được. Và nhờ vào việc cô ơi, cái lên lớp E của bị dân rồi cô ơi. Ủa hả, lớp E hả? Ôi cô không biết phải làm sao luôn đó. Thì nếu như mẹ tối nay mà lớp đi tại vì cô với em nhắc là hình như là nhiều quá cho nên nó hay bị văng, hay bị ra. Nên chuyện này
Còn bây giờ nếu như băng một lần nữa thì cô sẽ gán dạy nhanh cho phân nửa, tức là hai lin là cô dạy cho tới cỡ khoảng 2:45, thì cái nhóm còn lại á, nhóm lin còn lại á, thì mình sẽ vào tiếp tục mình học sau cái nhóm trước là từ 2:45 mình tiếp tục, thì cô dạy cũng nhanh thôi. Bây giờ nó cứ ra vô thì các bạn không có bạn nào học được hết nha. Bây giờ nha, nếu mà văn một lần nữa thì mình phải tính theo phương án đó thôi. Dạ, mình đến SARS-CoV-2. Thì SARS-CoV-2 thực chất là những cái đứa em của những cái nhóm trước thôi, là nhóm trước. SARS-CoV-2 cũng sẽ có nguồn gốc từ đây và từ virus corona thôi, và sự biến đổi của kiểu gen của virus này. Về cấu trúc thì SARS-CoV-2 cũng là một virus hình cầu, bởi vì cùng với họ corona. Rồi, đường kính là 125 nanomet, phần lõi là ARN sợi đơn. ARN thì sẽ là sợi đơn cực dương. Rồi, lớp capsid sẽ bao bên ngoài acid nucleic và sẽ tạo thành kháng nguyên nuclear protein, hay là nuclear capsid cũng là nó luôn. Nó cũng sẽ là một cái kháng nguyên. Rồi, bao bên ngoài sẽ là những cái gai protein sẽ đóng vai trò là kháng nguyên. Đây, mình sẽ có những protein tương ứng, và chúng ta phải nhớ cho thật kỹ là protein gai ớt rất là quan trọng đối với SARS-CoV-2, bởi vì liên quan đến cơ chế gây bệnh, và đây là một cái kháng nguyên quan trọng của virus này. Thì nhờ vào cái kháng nguyên quan trọng của virus này sẽ xâm nhập vào bên trong cơ thể, kích thích cơ thể tạo ra cái kháng thể, đó là kháng thể coi như nổi trội nhất nha các bạn. Rồi, thì một khi chúng ta có được cái kháng thể nổi trội đó thì chúng ta sẽ ngừa được cái căn bệnh, đó chính là cơ chế để mình tạo ra được cái vaccine tương ứng, vaccine để ngừa. Nhưng mà cái vaccine nó có hiệu quả bao nhiêu và hiệu quả bao lâu á, thì nó lại còn tùy thuộc vào những cái biến thể nữa. Chúng ta có virus cúm, chúng ta có vaccine để ngừa cúm, vaccine ngừa cúm được tiêm cho các đối tượng mỗi năm một lần. Và vaccine ngừa cúm sẽ có một cái câu ghi chú thầm theo đó là vaccine sẽ giảm hiệu quả hoặc mất hiệu quả trong trường hợp có dịch lưu hành. Virus cúm cũng tương tự như là virus SARS-CoV-2 vậy đó, thì nó sẽ có nhiều biến thể xuất hiện. Mình sẽ cúm H5N1, H1N1 với các bạn, thì mấy năm nay thì bao nhiêu năm rồi mình cũng bị hoành hành bởi cái dịch cúm nữa. Thì y chang như vậy luôn, đó là vaccine sẽ bị giảm hiệu quả hoặc không có hiệu quả trong trường hợp có dịch lưu hành. Bởi vì một khi có dịch lưu hành, đó là một cái biến thể nào đó nó đã xuất hiện rồi, và nó xuất hiện như vậy thì cái hiệu quả của vaccine nó sẽ giảm, bởi vì vaccine sẽ dành cho cái hiện tại, cái của hiện tại, cái của tiêu chuẩn của virus vi khuẩn virus đó. Cho nên một khi có những cái biến thể nó thay đổi thì lát nữa mình sẽ nói đến hậu quả của biến thể như thế nào, là thì lúc này nó sẽ giảm cái hiệu quả của vaccine đi. Thành phần protein gai ớt là thành phần quan trọng để chế tạo ra vaccine và cơ chế xâm nhập gây bệnh của virus này. Thì mình sẽ nói đến bộ gen của virus theo chiều từ 5' cho đến 3'. Cái bộ gen trên hình là cái bộ gen của virus này. Thì mình không cần nhớ cái bộ gen gồm những gì đâu các bạn. Thì mình nhớ, các bạn nhớ cho chị, đó chính là bốn loại protein cấu trúc ở đây. Trong đó protein gai ớt sẽ là protein ở bao bên ngoài của cái lớp màng gọi là gai nhú á, nó sẽ liên quan đến khả năng bám dính xâm nhập của virus, và đồng thời nó cũng sẽ đóng vai trò làm kháng nguyên quan trọng để giúp chúng ta chế tạo ra vaccine. Đây, tiếp theo protein màng. Protein vỏ, tức là virus này nó có vỏ thì nó sẽ có protein vỏ, protein màng, nó có màng thì sẽ có protein màng. Đây, và protein nucleic capsid này sẽ bao gồm capsid bao bên ngoài của acid nucleic, chung của nó là nucleic capsid, nó cũng sẽ là protein và nó cũng sẽ đóng vai trò làm kháng nguyên. Trong bốn cái thành phần protein này đều đóng là vai trò làm kháng nguyên hết, nhưng cái quan trọng nhất của chúng ta cần chú ý đến đó chính là protein gai ớt của SARS-CoV-2.
Bây giờ bộ gen của virus này SARS-CoV-2 sẽ có 94,6% là tương đồng với SARS-CoV, cho nên nó sẽ có tên là SARS-CoV-2 là như vậy. À, bởi vì nó tương đồng với SARS-CoV của năm 2003, nhưng nó sẽ có một số kiểu hình thay đổi, nó sẽ có một số thay đổi bởi vì cái thành phần có 94,6% là giống nhau thôi. Chứ giống mà SARS-CoV-2 nữa thì giống mà SARS-CoV nữa mà giống cái đặc tính gây bệnh nặng của SARS-CoV nữa thì thật sự rất rất là nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Đây, thì tốc độ đột biến là từ 1,05 cho đến 1,26 nhân 10^3 trên 5. Nó sẽ có cái tốc độ đột biến của nó, và đột biến thì nó sẽ tạo ra những cái biến thể khác, và biến thể khác như vậy thì chúng ta tối ngày chúng ta chỉ đi đối phó với biến thể thôi là cuộc đuối rồi. Đó là một cuộc chạy chạy đua giữa con người và virus. Con người thì không ngừng phải suy nghĩ, phải nghiên cứu ra những cách nào để mình diệt được virus đó, cách nào để mình phòng ngừa được virus đó. Và bản thân virus cũng vì sự đấu tranh sinh tồn của virus đó mà cũng không ngừng thay đổi đột biến để hoàn thiện hơn về bản thân và khả năng virus. Làm sao sẽ né được cho mình tác động những cái gì thì sẽ tìm cách để nó né thôi, để luôn luôn sống chung với chúng ta. Virus cũng vậy. Thì tốc độ đột biến như vậy cho nên Việt Nam đã ghi nhận rất là nhiều biến chủng, và gần đây nhất đó là biến chủng Omicron. Mình sẽ nói đến ảnh hưởng của đột biến. Đột biến về bản chất thì sẽ không làm thay đổi đi đặc tính của virus đó. Virus đó gồm thành phần cấu tạo là những thành phần nào thì nó sẽ không thay đổi, thì cái thành phần cấu tạo của từng con virus là không thay đổi. Nhưng ảnh hưởng của đột biến nó sẽ theo cái chiều hướng có lợi cho virus, đó chính là thay đổi cái kiểu hình của virus. Đặc tính sinh học của virus sẽ được thay đổi, gọi là thay đổi phần vật kiểu hình. Kiểu gen sẽ có một số acid amin thay đổi, chính vì vậy sẽ kéo theo đó chính là sự thay đổi của kiểu hình. Thì kiểu hình thay đổi nổi bật đó chính là khả năng gây bệnh. Khả năng gây bệnh đó chính là khả năng mà của protein up sẽ tạo được cái áp lực cao đối với thụ thể mà nó tiếp nhận được ngay tại vị trí đường hô hấp. Nếu như áp lực tăng lên thì khả năng gây bệnh của nó sẽ cao hơn. Thì những cái biến thể càng về sau thì khả năng lây lan của nó sẽ càng cao hơn, bởi vì nó đang gọi là thay đổi cái cấu trúc bộ gen để thay đổi cái kiểu hình về, là nó làm tăng cái khả năng ái lực của nó đối với cái thụ thể ở trên cơ thể con người. Đó, đặc biệt là đường hô hấp, chính là đường hô hấp, virus này xâm nhập qua đường hô hấp. Đó. Thì SARS-CoV-2 cái ái lực của nó chắc chắn cao hơn rất là nhiều cho so với SARS-CoV của năm 2003. Và trong SARS-CoV-2 này nữa, nó cũng không ngừng đột biến trong khoảng thời gian gây bệnh của nó nữa. Thì những cái biến chủng càng về sau, Delta, Omicron chẳng hạn, thì khả năng lây lan của nó như thế nào? Khả năng lây lan chỉ là một đặc tính sinh học thôi. Hả? Sao em? Sao? Lớp E cô bị băng nãy giờ đó cô. Băng nữa. Dạ, cũng lâu rồi, nãy giờ được mấy phút rồi coi. Ai da, nãy giờ cô dạy cũng nhiều lắm rồi đó. Bây giờ gì nè, để cô chọn hai link nha. Bây giờ các bạn chịu khó cho cô đi, thì những cái bạn nào mà link sao á, hai link sao á, thì cô sẽ out và các bạn sẽ ra. Thì các bạn cố gắng, các bạn ở trong link đó thì cỡ khoảng là 2:45 sau khi cô dạy xong với nhóm liên đầu, hai liên đầu á, thì 2:45 thì các bạn vô thì cô sẽ dạy cho các bạn. Tại vì mình đông quá là bị ao hoài nha. Cô sẽ ao hai liên, thì những bạn nào trong nhóm hai liên ao đó thì chờ cô nha, rồi cô sẽ tranh thủ dạy cho mấy nhóm này trước, rồi đứng luôn rồi các em ơi. Vấn đề ở đây là đứng luôn rồi. Cô sẽ ao hai link, một link đó là link IE. Chờ cho xíu.
lên 90 bạn nào. Trời, tự ao luôn rồi. Lên bước 2. Rồi, lên thứ hai là lên 46 bạn nè. Các bạn ao dùng cô ao cái lên 46 bạn này luôn. Lên thứ tư á. Lên nghe và lên cuối cùng. Tại hai nhóm còn lại ở lại học với cô. Đang nói đến ảnh hưởng của đột biến, ảnh hưởng đến của đột biến. Sự thay đổi của các axit amin sẽ làm thay đổi về kiểu hình và kiểu hình sẽ theo chiều hướng có lợi cho virus. Đầu tiên đó chính là khả năng lây nhiễm, nó sẽ làm tăng cái áp lực, thì lúc này sẽ làm tăng cái khả năng lây nhiễm. Loại thứ hai là sẽ giúp vi khuẩn có khả năng lấn tránh hệ miễn dịch của cơ thể. Bình thường khi virus này chưa xuất hiện thì hệ miễn dịch của cơ thể của chúng ta không hề biết đến virus này. Nhưng khi virus này đã gây bệnh rồi thì hệ miễn dịch của chúng ta, sau khi mà chúng ta đã mắc bệnh rồi đó, thì những cái tế bào nhớ của hệ miễn dịch nó sẽ ghi nhớ con virus đó gây bệnh. Thì một khi mà con virus đó nó quay trở lại, nó tác động vô lại nữa thì sao? Thì cái hệ miễn dịch này nó sẽ tóm trọn con virus luôn. Một lần mình sơ hở thôi, chứ lần thứ hai là mình đâu có sơ hở được nữa. Mình luôn luôn nhớ kẻ địch của mình và mình sẽ tấn công liền. Thì lúc này virus này sẽ không còn đủ khả năng gây bệnh nữa nếu như bản thân của nó không thay đổi để thành một kẻ lạ. Đó. Thì của một một kẻ lạ của cơ thể, thì lúc này nó xâm nhập vào bên trong cơ thể, hệ miễn dịch của mình đâu còn nhớ đâu, nó không còn nhớ nữa, tại vì nó đã khác rồi, đã khác xưa rồi. Thì lúc này bản thân hệ miễn dịch của mình sẽ thua rồi, lúc này nó sẽ gây bệnh tiếp tục. Còn nếu không thì nếu như không thì hệ miễn dịch mình đã có rồi thì lúc này không có đủ khả năng gây bệnh tiếp tục. Thì chính sự thay đổi của đột biến nó làm cho virus này trở thành một virus mới, nó sẽ né tránh được cái hệ miễn dịch, cái tế bào nhớ bên trong cơ thể của mình. Thứ ba nữa đó là làm tăng khả năng xâm nhập vào các tế bào biểu mô đường hô hấp, đây chính là ái lực luôn rồi đó. Là ái lực làm tăng cái khả năng xâm nhập vào bên trong cơ thể, đó là tăng cái ái lực. Nó sẽ thay đổi những cái protein này nó thành những cái thành phần mà dễ kết hợp được với cái thụ thể của niêm mạc đường hô hấp của chúng ta, thì lúc đó có khả năng gây bệnh, khả năng xâm nhập vào bên trong cơ thể cao hơn, thì sẽ nó tỷ lệ gây bệnh, tỷ lệ lây lan nó sẽ nhiều hơn. Này, thì biến thể của SARS-CoV-2 được Tổ chức Y tế Thế giới chia làm hai nhóm. Biến thể đó có thể là biến thể đáng quan tâm thôi. Đáng quan tâm là như thế nào? Là biến thể đó có sự thay đổi về kiểu gen và kiểu gen đó sẽ làm thay đổi về kiểu hình. Tức là sự thay đổi của axit amin và nó liên quan đến kiểu hình, nhưng nó không có đến quá nổi trội. Nó có khả năng làm lây lan dịch công trong cộng đồng, nhưng tức là có nhiều số ca thôi, nhiều nhiều số ca bệnh xuất hiện thôi, nhưng cái số ca đó nó không có nặng lên. Nó chỉ là thay đổi một cách bình thường thôi, nó có gây bệnh, có số ca nhưng nó không có nặng lên, thì đó là biến thể có đáng quan tâm thôi. Ở một cái quốc gia nào đó hay ở một cái vùng nhỏ nào đó, nó cũng có sự xuất hiện một cái biến thể nó làm thay đổi về kiểu hình của con virus đó, nhưng nó cũng có lây từ người này, giống như là cái biến thể hiện tại chẳng hạn. Có chùm ca bệnh xuất hiện và chúng ta ghi nhận thôi, chứ nó không có, mình không có đáng lo gì ở đây hết, và nó giống như cái cũ kiểu như vậy. Gọi là biến thể đáng quan tâm. Biến thể thứ hai mà chúng ta rất là sợ đó chính là biến thể đáng lo ngại. Biến thể đáng lo ngại chính là những cái biến thể tạo ra được từ SARS-CoV-2 này, nó có khả năng là làm tăng cái khả năng lây lan của căn bệnh. Nó làm tăng cái ái lực đối với những cái thụ thể bên trong cơ thể gây bệnh. Bây giờ có thể ví dụ như trường hợp virus những cái biến thể trước sẽ có ái lực đối với một cái số người nhất định là từ 18 tuổi trở lên thôi, ví dụ như vậy, thì nó sẽ thì lúc này nó chỉ gây bệnh cho đối tượng đó thôi. Nhưng mà những cái biến thể về sau á, nó làm tăng được cái ái lực lên, nó kết hợp được với những cái thụ thể của trẻ dưới 5 tuổi, ví dụ như Omicron, thì lúc này
nó cũng sẽ gây bệnh và tỷ lệ lây lan cũng cao hơn và đối tượng nó được mở rộng hơn, số lượng người mắc bệnh nó sẽ nhiều hơn. Tăng độc lực của virus. Một cái tăng độc lực của virus thì sao? Thì biểu hiện lâm sàng bệnh nhân sẽ nặng hơn. Bệnh cảnh của bệnh nhân, những cái biến thể mới này, biến thể này nó sẽ nặng hơn so với những cái trường hợp mà biến thể cũ của virus này gây ra. Giảm hiệu quả điều trị. Lâm sàng nặng hơn thì hiệu quả điều trị nó sẽ giảm hơn. Giảm hiệu quả vaccine. Một cái biến thể được tạo thành, nó làm mất đi cái hiệu quả, nó làm giảm đi cái hiệu quả vaccine, và giảm đi càng nhiều thì chúng ta càng phải lo rồi. Nó thuộc dạng là biến thể đáng lo ngại mà các em. Cho nên chúng ta sẽ rất là lo ở đây. Biến thể đáng lo ngại là cực kỳ lo luôn. Và trên thế giới hiện nay chúng ta sẽ có hai cái biến thể, đó là biến thể Delta và biến thể Omicron. Thì một điều đương nhiên rằng là hai biến thể này sẽ nằm ở nhóm là, ở nhóm nào, là nhóm nào các em? Đó là nhóm biến thể đáng lo ngại. Mình sẽ bao giờ biến thể Delta. Biến thể Delta, biến thể này gây bệnh cảnh nặng hay không? Có gia tăng tỷ lệ lây lan không? Nhiễm bệnh nhiều hay không so với những cái biến thể trước? Thì biến thể Delta có khả năng lây lan cao hơn hay không? Có tăng độc lực của virus hay không? Biểu hiện lâm sàng có nặng hơn so với những biến thể khác hay không? Có làm giảm hiệu quả điều trị, giảm hiệu quả vaccine hay không? Thì tất cả những cái tính chất này của biến thể Delta thì biến thể Delta được xếp vào biến thể đáng lo ngại. Biến thể thứ hai đó là biến thể Omicron. Biến thể Omicron, cái điển hình nhất mà chúng ta sợ đó chính là đối tượng đã được mở rộng hơn so với biến thể Delta. Nếu như biến thể Delta xuất hiện trước biến thể đó thì chủ yếu là tác động ở người trưởng thành gì, đối với trẻ em thì sẽ nhẹ hơn và ít nhiễm bệnh hơn so với những người trưởng thành, ví dụ như vậy. Thì ở biến thể Omicron này, đối tượng của nó đã mở rộng hơn và ưu tiên tác động vào đối với đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi nữa. Đó là một cái điều mà mình quá lo ngại ở đây, là biến thể Omicron. Chỉ dựa vào những cái tính chất bệnh cảnh nặng hơn, biểu hiện lâm sàng nặng hơn, độc lực, khả năng lây lan của nó cao hơn, thì chúng ta sẽ xếp vào biến thể đáng lo ngại. Mình nói về cơ chế xâm nhập của SARS-CoV-2. Hai nhóm nghe ổn đúng không? Hai nhóm nè, một nhóm ID và một nhóm nữa nè, IF quá. Các bạn nghe ổn không? Dạ nghe được nghe thôi. Cô dạy thêm rồi để cho các bạn có thể hiểu bài. Tại vì cái này không có dễ nha các bạn, về mặt cơ chế thì nó không hề dễ tí nào. Về cơ chế xâm nhập, hai điều mà chúng ta cần chú ý ở đây. Thứ nhất là về virus. Virus thì thành phần quyết định xâm nhập vào bên trong cơ thể của trên niêm mạc đường hô hấp sẽ là protein gai ớt. Thông qua protein gai ớt này thì virus mới xâm nhập vào bên trong cơ thể được nha các em. Phải có protein gai ớt này từ đây mới kết nối với cái thụ thể ở niêm mạc đường hô hấp. Tên của nó là angiotensin converting enzyme 2, là ACE2, đó là viết tắt của cái thụ thể của niêm mạc đường hô hấp của chúng ta. Thì trong cái đường hô hấp của chúng ta nó sẽ có được cái thụ thể này, và thụ thể này nó sẽ đón nhận protein gai ớt của virus SARS-CoV-2. Thì sau mỗi biến thể, cái ái lực này nó sẽ bắt đầu tăng lên, thì cái khả năng kết hợp giữa protein gai ớt và cái thụ thể này để xâm nhập vào bên trong cơ thể này, ái lực của nó cao, khả năng kết hợp cao, xâm nhập vào bên trong cơ thể cao, cho nên khả năng lây lan của căn bệnh này cao. Điển hình là mức độ lây lan của SARS-CoV-2 cao hơn rất là nhiều so với SARS-CoV năm 2003, là ở đây ái lực của nó tăng lên. Thụ thể angiotensin 2 này, ACE2 này sẽ kết hợp với protein gai ớt. Cái mình nhớ ở virus đó chính là protein gai ớt. Cái mình nhớ ở cơ thể của mình, ở niêm mạc đường hô hấp là ACE2, là thụ thể. Và chất xúc tác để cho cái sự kết hợp này với nhau đó, nôm na thôi chứ không phải là chất xúc tác nha các bạn, đó là ái lực tăng. Rồi, thì sự kết hợp này sẽ xuất hiện và xâm nhập vào bên trong cơ thể của chúng ta gây bệnh. Vậy thôi. Thì về cơ chế xâm nhập thì chúng ta sẽ xem một vật lý. Hy vọng là chúng ta sẽ clip được.
là một trong những cái ví dụ mà những người nhiễm COVID phóng thích ra bên ngoài môi trường. Thì ví dụ này khi mà mình hít vào bên trong cơ thể của mình qua đường hô hấp thì nó sẽ tiếp tế ở bên ngoài đường hô hấp. Thì lúc đây sẽ có sự xuất hiện của tụ thể. Và đầu tiên ngay đó chính là cơ chế xâm nhập của SARS-CoV-2 minh họa bằng hình ảnh, bằng đoạn clip thì các em sẽ dễ hiểu hơn. Như cũng như là cô đã nói hồi nãy là mình bây giờ mình sẽ đến cái khả năng lây lan. Cái lây lan hình ảnh này dễ hơn so với cơ chế xâm nhập. China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far, the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M or membrane protein, and the so-called envelope protein. Rồi, đặc điểm dịch bệnh của SARS-CoV-2. COVID-19, chữ CO là viết tắt của corona, V là virus, D là disease, là bệnh. Rồi, 19 là năm 2019, cho nên COVID là viết tắt của bệnh virus 2019, bệnh virus corona 2019. Thì bệnh virus corona hay virus corona 2019 được WHO tuyên bố là đại dịch toàn cầu. Đây là một đại dịch, tức là cả thế giới chúng ta đều mắc bệnh hết. Và nó sẽ ảnh hưởng, tức là hậu quả của cái đại dịch này sẽ xoay quanh năm vấn đề. Hậu quả đầu tiên đó chính là thiệt mạng, đầu tiên và nhiều nhất của các bạn, đó chính là thiệt hại về tính mạng của con người. Tỷ lệ chết rất là cao. Tỷ lệ chết so với tỷ lệ nhiễm bệnh thì không cao, nhưng tổng số lại số lượng người chết thì rất cao. Rất cao. Nhưng mà tỷ lệ phần trăm cái số người mà tử vong do căn bệnh đó, thật sự ra không khác so với cúm mùa nha các bạn. Hàng năm thì ở những cái nước châu Âu, những nước tiên tiến chẳng hạn như Mỹ chẳng hạn, thì cái tỷ lệ tử vong vì cúm mùa nó cũng tương ứng với như là SARS-CoV-2 luôn. Nhưng mà cúm mùa thì khả năng lây lan của nó không nhiều như SARS-CoV-2 thôi nha. Chứ hàng năm tỷ lệ chết thì nó cũng như vậy. SARS-CoV-2 là do nó mới xuất hiện
và đồng thời nó lan ra rộng ra toàn cầu luôn, cả thế giới luôn. Rồi. Thiệt hại về tính mạng con người, thứ hai là bất ổn ổn về kinh tế xã hội, thì cả bản thân của chúng ta cũng nhìn thấy được điều này. Sau những cái tháng ngày mà giãn cách xã hội thì chúng ta đã biết tình hình như thế nào. Kinh tế xã hội ảnh hưởng rất là nặng nề luôn vì cái đại dịch này. Phân biệt chủng tộc thì thật ra phân biệt chủng tộc này là phân biệt Trung Quốc, cái Trung Quốc và Trung Đông, thì phân biệt ở những cái người họ ở đây là gần Trung Quốc, đây nè Trung Quốc đó. Tại vì dịch xuất xuất hiện ở Vũ Hán của Trung Quốc và từ đó lây lan ra toàn thế giới, thì bản thân của những người ở những nước phương Tây chẳng hạn thì họ rất là khó chịu về cái vấn đề này, giống như chúng ta đang phải gây mang bệnh qua cho họ chẳng hạn, cho nên là họ rất là phân biệt người Trung Quốc và Trung Đông nha. Rồi truyền bá thông tin sai lệch thì những cái thông tin sai lệch này nó sẽ làm hoang mang dư luận xã hội, và một những cái thời gian mà giãn cách đó chúng ta đã nếm mùi cái truyền bá thông tin sai lệch và những cái hậu quả nó mang lại trên cái phương tiện thông tin đại chúng, trên Facebook chẳng hạn. Mình đã biết được cái vấn cái tác hại này của SARS-CoV-2. Rồi một cái quan trọng mà thấy chúng ta rất là sợ đó chính là vũ khí sinh học. Chúng ta không có bằng chứng nói rằng SARS-CoV-2, COVID-19 là vũ khí sinh học. Mình không hề có bằng chứng và cả thế giới không có hề có bằng chứng. Cho dù những cái cáo buộc của Mỹ đối với Trung Quốc rằng là cái này đối với virus SARS-CoV-2 đây là một virus gọi là virus Vũ Hán, là người bên Trung Quốc không chịu virus Trung Quốc, nên là đồng thờ là Mỹ thì tuyên bố như vậy, nhưng mà thực sự mình không khẳng định, vẫn vốn chúng ta không hề có được cái minh chứng rằng đây là một vũ khí sinh học. Nhưng thực tế nó có vũ khí sinh học hay không thì mình cũng sẽ nhìn bản thân là mình vẫn phải nghi ngờ, đúng không các bạn? Trung Quốc là virus này xuất hiện ngay tại Vũ Hán Trung Quốc, mà Vũ Hán lại là có một cái phòng an toàn sinh học cấp 3 và cấp 4. Thực sự ra để xây cái phòng an toàn sinh học đó là chỉ để nuôi cấy virus thôi chứ không có làm gì hết đó các em. Để nuôi cấy virus là để nghiên cứu về những cái tác nhân gây bệnh và gây nên những cái trận đại dịch, và cụ thể là ngay cái phòng thí nghiệm đó là để nghiên cứu về SARS 2031, 2009 và những cái dịch Ebola của châu Phi chẳng hạn. Thì cái phòng sinh an toàn sinh học mình sẽ hiểu được rằng là đối với vi khuẩn và virus, vi khuẩn thì chỉ cần phòng an toàn sinh học cấp 2 thôi, một cái nơi an toàn sinh học cấp 2 có thể nuôi cấy được vi khuẩn rồi. Nhưng virus nguy hiểm hơn rất là nhiều, cho nên sẽ được sử dụng, được thực hiện sẽ là ở những nơi có an toàn sinh học lên cấp 3 và cấp 4 thì mới có thể dám nuôi cấy được virus. Đấy, chúng ta không có bằng chứng. Nhưng mà sau khi đại dịch xuất hiện thì vấn đề đáng lo ngại của thế giới đó chính là vũ khí sinh học. Chúng ta nghe an ninh sinh học, chúng ta phải hiểu nôm na rằng là an toàn sinh học thì sẽ là những cái biện pháp của con người nhằm hạn chế lây lan từ tác nhân gây bệnh. Mình sẽ mặc đồ phòng hộ, đồ PPE chẳng hạn để mình phòng hộ, thì đó là biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ con người khỏi tác nhân gây bệnh, thì là an toàn sinh học nha các bạn. Và chúng ta có một cái định nghĩa thứ hai nữa, đó chính là an ninh sinh học. Cái chúng ta sợ nhất ở đây là an ninh sinh học. Vậy an ninh sinh học là gì? An ninh sinh học đó chính là bảo vệ tác nhân gây bệnh tránh khỏi bàn tay con người bởi những mục đích xấu của con người. Và mục đích xấu nhất đó chính là muốn sử dụng tác nhân gây bệnh này làm một vũ khí sinh học. Một cái vũ khí chỉ cần buông ra thôi và tự chết là quá trời nhiều người chết luôn. Mình thấy được sự hữu hiệu của vũ khí sinh học rất là ghê gớm ở đây. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta sợ nhất sẽ là an ninh sinh học, bởi vì chỉ cần mục đích không tốt của con người thôi, an ninh sinh học sẽ không ổn và không còn an ninh nữa đó các bạn, thì nó sẽ trở thành một cái vũ khí. Và cái sợ nhất đó chính là rò rỉ những cái tác nhân gây bệnh này ra bên ngoài môi trường đối với những phòng thí nghiệm liên quan có virus và vi khuẩn. Những cái tác nhân gây bệnh này, những cái hoạt phòng thí nghiệm này phải hiểu thật là rõ về an toàn sinh học và an ninh sinh học, không
không được phép rò rỉ những cái tác nhân vi khuẩn này ra bên ngoài môi trường, bởi vì rò ra một cái là thành dịch liền đó các bạn. À, cho nên là vào giữa năm 2020, tức là sau khi cái đại dịch Covid này xuất hiện, thì Việt Nam của chúng ta có một cái tổ chức, thực ra là cái tổ chức đó là Mỹ đã tài trợ từ rất lâu rồi, chứ không phải là riêng gì trong cái khoản dịch bệnh này mới tài trợ. Đó là một cái tổ chức có tên là WHO, đó là vì một sức khỏe. Thì vì một sức khỏe đó chính là sức khỏe của con người đối với thiên nhiên, đối với động vật, đại khái là như vậy. Thì năm 2020 giữa năm đó thì cái tổ chức WHO vì một sức khỏe này mới bắt đầu thêm một cái mảng nữa, đó chính là mảng an toàn sinh học và an ninh sinh học, tức là triệu tập hết tất cả những nơi mà có làm phòng thí nghiệm và phòng xét nghiệm liên quan đến tác nhân gây bệnh, à, phải đảm bảo về an toàn sinh học và an ninh sinh học. Những sinh viên của các trường đại học phải biết về an ninh sinh học nếu như đang làm với cái tác nhân gây bệnh, à, thú y và y ở người các bạn. Thì trong cái cuộc tập huấn đó thì cô cũng có tập huấn một tuần về an ninh sinh học, thì cũng về và cũng không là truyền đạt lại cho các bạn về vấn đề an ninh sinh học nó rất là quan trọng. Mỹ rất là lo lắng và Việt Nam của chúng ta cũng đã tập huấn để mà chuẩn bị sẵn sàng, để hiểu rõ rất là rõ là không được phép rò rỉ những cái tác nhân gây bệnh ra bên ngoài môi trường. À, một khi rò rỉ đó chính là liên quan đến nên sinh hoạt bộ nguy hiểm, đó là sự ý nhiệm cái mục đích của con người, và nó là vũ khí sinh học cực kỳ nguy hiểm. Cái chúng ta sợ nhất của SARS-CoV-2 ở đây chính là vũ khí sinh học. À, mà nói gì thì nói thì dịch cũng đã xuất hiện rồi và nó cứ tiếp tục lan rộng như vậy thì không biết chừng nào mới xong. À, thiệt hại thì cũng đã thiệt hại rồi, cả thế giới cũng đã phải gánh chịu rồi. À, dù là vũ khí sinh học hay không gì thì cũng đã chấp nhận rồi. À, rồi bây giờ là mình đang đến là cái gì, Nga và Ukraine vũ khí hạt nhân. À, chúng ta những năm nay điều gần hành rất là nhiều, bây giờ vũ khí sinh học xong rồi thì vũ khí hạt nhân, à, vũ khí sinh học đang còn bỏ ngỏ nha, cái này không có đi đồn nên là cô nói vũ khí sinh học nha các bạn. À, khả năng là như vậy thôi, nhưng mà mình không có bằng chứng gì hết. Nhưng mà thực sự nếu virus corona này, SARS-CoV-2 này sử dụng là vũ khí sinh học thì cũng là đúng thôi. À, tốc độ lây lan rất là cao, số người chết rất nhiều. À, thì mình xong về đặc điểm dịch bệnh COVID-19 thì những cái xét nghiệm chẩn đoán này thì cô không có dạy cho các bạn, cô chỉ dạy cho các bạn về virus thôi, về cơ chế của nó thôi, về những cái vấn đề liên quan một chút về cơ chế gây bệnh. Dạ, các bạn có câu hỏi gì không? Thì hôm nay mình học thì cứ tập dục hoài ha, nên mình sẽ có một số bạn mình không có hiểu bài cho lắm. Thì phần bài virus corona và đặc điểm dịch bệnh thì chúng ta có 2 tiết, thì các em sẽ có 8 câu trong đề thi của mình. Mà chưa biết là mình sẽ thi bằng hình thức nào nữa cho nên cô cũng chưa xác định được là bao nhiêu câu này. Nếu như trắc nghiệm bình thường thì 60 câu thì cái này sẽ là 8 câu. Còn nếu như tự luận thì khác, mình chắc là không tự luận đâu, hy vọng là trắc nghiệm. Rồi, các em có câu hỏi gì không các em? Nếu như mình không có câu hỏi thì hai nhóm mình ao nha. Hai nhóm mình ao thì sẽ đến hai nhóm khác. Thì các bạn hình như là còn 2 tiết sau nữa. Thì sau khi cô dạy xong cái nhóm cũ rồi thì các bạn sẽ học nhóm còn lại, thì các bạn sẽ học 2 tiết sau. 2 tiết sau là hình như của thầy Cường thì phải. Rồi, cô ao ha. Cô ao hai nhóm này. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Dạ, em cảm ơn cô ạ.